Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh luôn được quan tâm từ cấp tiểu học. Trong thời đại số hóa, các trường học cũng có định hướng phù hợp xu thế. Đây là một trong những hoạt động góp phần đưa đa dạng phong phú các loại sách đến với học sinh của Thư viện thành phố Cần Thơ. Các trường học trên địa bàn, trong đó có trường tiểu học Ngô Quyền, rất chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động như thế này. Thông qua hoạt động góp phần định hướng xây dựng tình cảm thói quen đọc sách cho học sinh, các em cũng sớm nhận thấy lợi ích đầu tiên của việc đọc sách. Bắt đầu đọc sách khi con mới 4 tuổi và con cảm thấy là đọc sách nó trao dồi cho con thêm nhiều kiến thức và con có thể dùng những từ ngữ trong sách để làm nên những bài tập làm văn hay. Mẹ con chỉ cho con đọc sách ở những cái cuốn sách in thôi. Mẹ con sợ là nhìn nhiều quá trên điện thoại thì sẽ gây đến việc tác hại đến mắt, là mình sẽ bị cận. Những năm gần đây, sách được đưa lên môi trường Internet, các nền tảng mạng xã hội ngày càng đa dạng phong phú. Các lứa tuổi dễ dàng truy cập, xem sách trên các phương tiện điện tử. Các trường học cũng dần có định hướng sao cho học sinh có tiếp cận phù hợp, hiệu quả. Khi mà hướng dẫn hay là giới thiệu cho các con về cái việc mà các con đọc sách điện tử đó, thì khi lên cái trang điện tử các con mở sách thì các con cố gắng tìm được cái chuyện đó. Ví dụ như hôm nay giới thiệu cho các con chuyện thánh gióng hay là chuyện cổ tích thì các con chỉ tìm những cái nội dung để các con đọc trên những cái chuyện đó. Sau đó thì các con sơ lược tóm lược được những cái cốt truyện, những cái đoạn chuyện trên đó để các con sẽ trả lời lại các câu hỏi mà giáo viên sẽ đưa ra phía sau bằng nhiều hình thức đố vui, hái hoa dân chủ. Để cho các con trả lời được những cái câu hỏi mà các con xoay quanh cái câu chuyện các con vừa đọc. Sách in giấy, sách điện tử đều mang lại hiệu quả thiết thực khi được sử dụng đúng cách. Việc định hướng phương pháp, thời gian đọc phù hợp giúp đảm bảo sức khỏe, hiệu quả đọc sách là cần thiết cho học sinh.